An Giang là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Kinh, Khmer, Chăm Qua, đặc biệt là nền văn hóa ẩm thực của mỗi dân tộc. Và ngày hôm nay thì Ngọc Tú xin mời quý vị khán giả hãy cùng Ngọc Tú chế biến một món ăn phải nói là ngon nức tiếng của đồng bào Khmer nhé. À quên mất, trước tiên thì chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu trước đã. Một con gà, một trái mít non, thêm vài cây sả và lá chút. Vậy là đã có đủ nguyên liệu để chế biến món gà đốt mít, vừa quen thuộc lại vừa lạ miệng, mang đủ đầy hương vị đặc trưng của vùng đất Thất Sơn. Để có món gà đốt mít chất lượng thì phải chọn được loại gà tơ thả vườn. Gà và mít sau khi làm sạch, để ráo nước rồi ướp với một số gia vị như đường, muối, sả, đặc biệt là lá chút. Một loại lá có mùi thơm nồng, vị the the và chỉ phổ biến ở vùng bảy núi. Sao cho thấm đều rồi mang đi đốt. Trước khi đốt gà phải lót thêm một lớp sả, lá chút tươi dưới đáy niêu để gà không bị cháy khét. Sau đó đặt nguyên con gà vào niêu. Quan trọng không kém khâu ướp gia vị, đó là kỹ thuật đốt lửa. Phải đốt thế nào để gà được chín đều, da giòn mà không khét. Muốn vậy phải đốt bằng niêu đất. Lúc đầu đốt cho lửa thật to, sau thì nhỏ dần. Không chỉ chú trọng việc đốt dưới đáy niêu, mà trên nắp niêu cũng phải có một lớp than hồng. Có như vậy các gia vị mới thấm vào gà và chín đều thơm ngon. Vậy là sau 40 phút bên bếp lửa nóng hổi thì Ngọc Tú đã có món gà đốt mít. Rất là hấp dẫn luôn. Bên ngoài thì có màu vàng cánh gián áo một lớp. Thoang thoảng đó là có mùi của mít non nè, rồi của sả, của lá chút nữa. Bên trong thì một miếng thịt rất là trắng. Và khi mà mình xé thịt tới đâu thì nước ngọt đó chảy tươm ra tới đó. Nhìn thôi là cảm thấy rất là hấp dẫn rồi. Bây giờ ăn thử xem như thế nào nha. Điều đặc biệt ở cái món gà đốt này là mặc dù là mình đã nướng rất là lâu ở trên lửa, bên ngoài thì vừa vàng nè mà lại giòn nữa, nhưng mà bên trong thì lại rất là thanh ngọt, vẫn còn nước luôn, rất là mọng nước. Thịt gà thì phải nói là vừa béo vừa thơm nữa.
Và một trong những cái thành phần chủ chốt của món gà đốt mít đó chính là mít. Mít như thế này là mít non nè. Khi ăn vào thì có một tí xíu vị béo béo nè, bùi bùi của mít nè, cùng với đó là mùi thơm thoang thoảng của thịt gà qua quyện vào trong đây. Vừa có hương thơm ngọt đặc trưng của thịt gà mà lại có một mùi thơm rất là đặc biệt của món mít non nữa. Gà đốt không chỉ là một món ăn mà nó còn là nét đẹp văn hóa ẩm thực của vùng đất Thất Sơn. Ai mà đã một lần thử qua món này thì sẽ nhớ nhung sao xuyến không thôi. Nếu có dịp thì bạn hãy tự thưởng cho mình món ăn độc đáo này nha.